Từ những trận cầu thúc quốc thủa ban sơ hồng hoang đời chiến quốc cho đến FIFA World Cup Qatar 2022, bóng đá đã có cho mình một hành trình dài phát triển với không ít những cung bậc thăng trầm, những cảm xúc vỡ òa và những khoảnh khắc không bao giờ quên. Dẫu rằng mỗi một tín đồ thúc cầu sẽ có một thời khắc lắng đọng khác nhau để nhớ, để yêu, nhưng có lẽ với nhiều người, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất và cũng đượm buồn ám ảnh nhất lịch sử bóng đá chính là hình ảnh Lionel Messi bước qua chiếc cúp vàng thế giới năm 2014. Tại Brazil năm ấy, người ta đã dành những tràng vỗ tay ca ngợi bản lĩnh thép của đội tuyển Đức bao nhiêu, thì cũng phải đổ lệ chua xót cho thiên tài bóng đá người Argentina bấy nhiêu. Thế nhưng, không một sự đồng cảm nào có thể khỏa lấp được nỗi đau ấy của Messi. Nỗi đau của một người gánh trên vai hoài bão và thể diện của cả một dân tộc. Cứ mỗi kỳ World Cup đến rồi đi, khao khát vô địch World Cup của Messi chưa bao giờ bị vụt tắt, mà chỉ bùng cháy mạnh mẽ hơn qua từng ngày, từng giờ. Bởi lẽ thời gian của anh đã dần cạn. Và tôi là bình luận viên Mai Anh Tài. Trước khi bước vào câu chuyện ngày hôm nay, các bạn nhớ để lại một like và một subscribe để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau ở nhiều clip hơn nữa nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Có diện tích lớn thứ hai Nam Mỹ và là một trong những cường quốc hùng mạnh nhất khu vực, Argentina đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nhiều lĩnh vực của thế giới, từ văn hóa, lịch sử cho đến chính trị, và tất nhiên là cả bóng đá nữa. Nếu như Selecao nổi tiếng với những Malandro chơi bóng phóng khoáng hòa mỹ có gốc gác Phi Châu, thì AB Celeste cũng được người ta biết đến rộng rãi nhờ có nhiều cầu thủ gốc châu Âu. Lối chơi là sự pha trộn giữa kỹ thuật và sự tiểu xảo tinh quái đến mức gây khó chịu cho đối thủ. Chính nhờ nét đặc trưng như vậy, bóng đá Argentina phát triển vô cùng mạnh mẽ, được định giá là một trong những đội tuyển quốc gia giàu thành tích nhất lịch sử World Cup. Lần lượt các năm 1978 và 1986, AB Celeste đã hai lần bước lên bục vinh quang của thế giới. Trong đó chúng ta không thể không nhắc đến màn trình diễn siêu hạng của huyền thoại Diego Armando Maradona tại Mexico 86. Trước một truyền thống vẻ vang của bóng đá nước nhà như vậy, bất kể đứa trẻ nào của Argentina cũng đều khao khát rằng một ngày nào đó sẽ khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia, mang chiếc cúp vàng trở về quê hương một lần nữa. Messi cũng là một người như vậy, tình yêu đất nước, hòa mình với tình yêu túc cầu đã kết tinh thành sự khát khao, sự tham vọng không thể đong đếm của anh với danh hiệu World Cup. Đó không hề là một giấc mơ hão huyền của El Pulga, khi mà chẳng có ngôn từ nào lột tả hết được những gì, sự kỳ diệu mà anh đã làm cho bóng đá thế giới. Một thiên tài, một người ngoài hành tinh đích thực với tư duy chơi bóng ao chỉnh tất cả, khả năng gánh team siêu hạng với kỹ năng dây bóng như keo trong chân, và chỉ có Chúa mới biết được Messi sẽ có thể làm được gì với chiếc chân trái của anh ta. 681 bàn thắng, hơn 300 kiến tạo, 7 quả bóng vàng, 6 chiếc giày vàng. Trên phương diện cá nhân, cầu thủ người Argentina thực sự là một vị thánh, là món quà mà Chúa trời ban tặng, mà chắc kể cả những khối óc viễn tưởng nhất cũng không thể hình dung nổi liệu bao lâu trong tương lai bóng đá thế giới sẽ có một cầu thủ như Messi nữa. Tiếp theo đó, 4 Champions League, 10 La Liga cùng hơn 30 danh hiệu lớn nhỏ khác trên phương diện câu lạc bộ, El Pulga cũng đã có một sự nghiệp viên mãn, đã kinh qua mọi thăng trầm, vinh quang mà nhiều cầu thủ cả đời cũng chẳng thể chạm tới được. Còn trên phương diện đội tuyển quốc gia, à mà thôi, có lẽ là phản ứng mà nhiều người khi nhắc đến những thành tích của Messi của đội tuyển Argentina. Và đó cũng là một trong những giây phút chạnh lòng trong toàn bộ sự nghiệp bóng đá chói lọi thiên tài Lionel Messi. Công bằng mà nói, Leo chơi bóng không hề tệ trên đội tuyển quốc gia, luôn là nguồn cảm hứng của đội bóng tại các giải đấu quốc tế. Dù Argentina không hề thiếu những ngôi sao tấn công tầm cỡ, nhưng chỉ khi có Messi trên sân, toàn bộ đội hình của AB Celeste mới vận hành trơn tru và đầy nguy hiểm. Chiếc lõi hạt nhân mang tên Messi đã đưa cỗ máy Argentina đến nhiều hành trình kỳ diệu. Nhưng tiếc thay, chưa bao giờ họ có đi đến điểm cuối cùng của vinh quang. Messi cùng đội tuyển quê hương trên thực tế cũng đã có những danh hiệu quốc tế, có thể kể đến như là chức vô địch U20 World Cup năm 2005, huy chương vàng Olympic mùa hè 2008, hay mới đây nhất là Copa America 2021. Tuy nhiên có thể nói rằng, đẳng cấp chơi bóng vừa là phần thưởng, vừa là lời nguyền của Lionel Messi. Với sự vĩ đại đã sánh ngang với nhiều huyền thoại trong quá khứ, hay cụ thể ở đây chính là cậu bé vàng Diego Maradona. Những danh hiệu kể trên, dẫu là mơ ước của hàng triệu cầu thủ khác, thì cũng chỉ là con bò rụng lông, cây me rụng lá với Messi. Anh muốn và cũng được kỳ vọng phải làm được nhiều hơn thế. U20 thế giới hay huy chương vàng Thế vận hội, đó là những cấp độ trẻ nên danh tiếng và tầm vóc chỉ có thể gọi là tiềm năng chứ không thực sự được trọng vọng.
Copa America dù là giải đấu cấp độ châu lục nhưng vẫn bị gọi là phèn từ khâu tổ chức đến chất lượng chuyên môn, là giải ao làng nên vô địch cũng không phải là điều gì đó quá tự hào. Cái mà dân tộc Argentina muốn chính là chiếc cúp vàng, là danh hiệu World Cup, điều mà họ chờ đợi hàng thập kỷ qua. Mong ước đó càng tiến gần hơn với thực tế khi họ đang sở hữu trong tay cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, người có khả năng thay đổi trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc xuất thần của mình và mang lối chơi tương đồng với huyền thoại Maradona ngày nào. Đây cũng là một trong những cơ sở của riêng người dân đất nước này để họ nghĩ về một phút vinh quang trên đỉnh thế giới. Mà chính Messi, có lẽ anh cũng đã nghĩ như vậy, rằng mình sẽ làm được, sẽ khiến dân tộc của mình một lần nữa được cả thế giới gọi tên. Thế nên kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2005, trong thân hình 1m69 nhỏ bé ấy là khát vọng to lớn về chiếc cúp vàng và những vinh quang tột đỉnh trong màu áo xanh trắng. Tuy nhiên, mọi thứ đã không hề đi theo mường tượng của nhiều người và người ta lại một lần nữa phải cười trừ thừa nhận rằng khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế là rất xa. Ở cấp độ câu lạc bộ, Messi là ngôi sao sáng nhất nhưng cũng được chơi trong đội hình có nhiều vệ tinh, sao số chất lượng. Còn tại đội tuyển quốc gia, Messi dường như chỉ có một mình. Argentina vẫn còn đó Dybala, Aguero, Higuain, Di Maria. Nhưng sự kết nối giữa những họng pháo hạng nặng này luôn là vấn đề nhức nhối của các huấn luyện viên khi trong hàng thủ của Albiceleste chưa bao giờ được đánh giá là cao. Cứ như thế, tứ kết là mốc xa nhất mà Argentina có thể tiến đến tại World Cup 2006-2010. Nhiều người đã dần cảm thấy tiếc nuối cho Messi khi anh giành quả bóng vàng như một món quà mỗi dịp Giáng sinh. Nhưng vô địch World Cup lại là một điều rất xa xỉ. Tuy nhiên, hy vọng được thắp lên tại World Cup 2014. Đó là một giải đấu mà đội hình Argentina mang đến Brazil hầu hết là những cầu thủ tầm trung hoặc dạng tiềm năng. Hàng công chính là điểm sáng hiếm hoi với những Aguero, Higuain và đặc biệt là Messi. Một danh sách không nhiều sao số, nhưng nó lại vô tình giải quyết được bài toán gắn kết cho Albiceleste khi đội tuyển này trình diễn một thứ bóng đá kỷ luật, có phần thực dụng nhưng đầy hiệu quả. Toàn bộ các trận đấu từ vòng bảng cho đến tứ kết, Argentina luôn chiến thắng với cách biệt tối thiểu. Bản thân họ cũng được thần may mắn phù trợ khi rơi vào bảng đấu cũng như nhánh đấu khá dễ thở với những Nigeria, Iran, Thụy Sĩ. Còn thế hệ vàng của Bỉ chưa bước tới vào độ chín sự nghiệp thời điểm đó. Thử thách đầu tiên của họ khi gặp Hà Lan của Louis van Gaal tại bán kết. Một thế trận chặt chẽ đã được cả hai bên thiết lập và chiến thắng một lần nữa lại gọi tên Argentina sau loạt penalty đầy may rồi. Trên các mặt báo đã bắt đầu có những bài viết với tiêu đề đại loại như Messi, bây giờ hoặc không bao giờ. Khi thiên tài người Argentina có lần đầu tiên tận hưởng bầu không khí chung kết World Cup, còn đội tuyển quốc gia của Anh thì lần đầu tiên trở lại đây sau 24 năm. Ngưỡng cửa thiên đường đã ở trước mắt. Messi chỉ còn một trận đấu nữa để chính thức bước vào ngôi đền của huyền thoại, đường đường chính chính ngồi vào chiếc ngai vàng của làng thúc cầu thế giới. Điều vốn dĩ anh đang phải cạnh tranh với Ronaldo. Thế rồi, cụm từ chân mệnh thiên tử quả thực đã được cất lên, nhưng lại dành cho người Đức. Messi cay đắng nhìn đi Marshak trở thành tân vương của thế giới. Nếu bài hát Bước qua nhau của Vũ được sáng tác vào năm 2014, có lẽ nó sẽ dành riêng cho khoảnh khắc đau lòng ấy, khi Messi thất thần bước qua chiếc cúp vàng, bước qua thứ có thể thuộc về anh, thứ anh đã chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng để có thể giành được. Tôi không quan tâm đến quả bóng vàng hay những giải thưởng cá nhân, tôi chỉ muốn đoạt được chức vô địch của đội tuyển Argentina mà thôi. Tôi đã trải qua nhiều ngày buồn của đội tuyển Argentina và đó là cơ hội để chúng tôi thay đổi tất cả. Nhưng chúng tôi lại không thể tận dụng nó, nỗi đau này thực sự quá lớn. Messi chắc hẳn đã phải kìm nén, chất lọc những ngôn từ nhẹ nhàng nhất để phát biểu trước báo chí. Bởi lẽ, không gì đau đớn hơn việc nhìn thành quả nỗ lực của mình đổ sông đổ biển, nhìn người khác tận hưởng vinh quang đáng ra phải là của mình. Sau mùa hè tại Brazil năm ấy, Messi tiếp tục trải qua nhiều thăng trầm với Argentina, nhất là quyết định giải nghệ đội tuyển quốc gia sau thất bại tại Copa America 2016. Tuy nhiên đến cuối cùng, anh vẫn trở lại. Bởi hơn ai hết, Messi hiểu bóng đá Argentina cần anh, dân tộc Argentina cần anh và anh sẽ không thể nào ngon giấc khi vinh quang chưa thể về với đội tuyển quê hương. Kể cả khi để thua đội tuyển Pháp tại World Cup 2018, Messi vẫn không hề chán nản, anh vẫn tiếp tục đồng hành cùng tuyển, miễn là mọi người đều cần đến anh. Thành quả cũng đã dần đến khi Argentina đang chào đón một thế hệ cầu thủ tài năng với những lời hứa hẹn đã bắt đầu được cụ thể hóa bằng chức vô địch Copa America 2021, giúp Messi có được danh hiệu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Argentina. So với 8 năm trước, Messi giờ đây là một quý ông nhiều trải nghiệm. Những vết thương từ những thất bại xưa kia giờ là những vết sẹo không bao giờ có thể xóa mở, nhưng cũng chính là động lực để siêu sao người Argentina nỗ lực hơn nữa từng ngày.
Ed Bunga giờ đây không còn là cậu thanh niên 26 tuổi, khát khao mơ mộng ngày nào nữa, mà là một con sói đầu đàn đích thực, một người đàn ông trưởng thành, trầm lắng nhưng nội tâm đầy sôi nổi. Nhiều thứ đã thay đổi ở anh sau gần ấy năm, nhưng có một điều vẫn luôn ở đó, chính là khát khao chiếc cúp vàng thế giới. Ngọn lửa ấy không hề bị dập tắt, mà đang ngày một bùng cháy dữ dội hơn trong anh. Và có lẽ Messi vẫn sẽ sẵn sàng ra sân với một cái chân gãy nếu điều đó giúp Argentina giành được vinh quang. Sẽ bước sang tuổi 35 vào năm nay, World Cup 2022 nhiều khả năng sẽ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cuối cùng mà Messi tham dự. Bây giờ hoặc không bao giờ, Lionel Messi sẽ nguyện chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho danh hiệu World Cup. Khoảng trống duy nhất cần khỏa lấp trong bộ danh hiệu đồ sộ của anh và cũng là món nợ ân tình của anh muốn được trả cho dân tộc của mình. Chỉ có bóng đá mới làm đàn ông rơi lệ. Người hâm mộ cũng mong rằng nước mắt mà Messi sẽ rơi tại Qatar cuối năm nay sẽ là giọt nước mắt của hạnh phúc, của thăng hoa xúc động. Dù là fan của Ronaldo hay bất cứ cầu thủ nào, đội tuyển nào, chúng ta cũng nên dành sự tôn trọng dành cho những gì mà Messi đã cống hiến cho đội tuyển quốc gia và cầu chúc những điều thành công, tốt đẹp sẽ đến với anh cùng đội tuyển quốc gia của mình trong hành trình World Cup tới đây. Hay hơn thế nữa là anh có thể hoàn thành tâm nguyện, khát khao vô địch thế giới của chính mình. Bởi vì anh xứng đáng, Leo à. Tôi là bình luận viên Mai Anh Tài. Nếu các bạn thấy thích video ngày hôm nay, nhớ để lại một like và một subscribe để chúng tôi có thể mang đến cho các bạn những video clip chất lượng hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.